Ở các vòng chung kết Euro trước đây khi vẫn còn áp dụng thể thức thi đấu 16 đội, khả năng để chúng ta được chứng kiến một bảng đấu tử thần đúng nghĩa là lớn hơn so với những giải đấu tầm cỡ châu lục hay thế giới khác. Ví dụ như tại bảng C của Euro 1996, người hâm mộ được chứng kiến một bảng đấu có sự góp mặt của Đức, Italia, Nga và Cộng hòa Séc, cả bốn đội bóng mà lúc bấy giờ đều đang nằm trong top 10 trên bảng xếp hạng của FIFA. Việc tăng số đội được tham dự vòng chung kết lên thành 24 đồng nghĩa rằng giờ đây, tại những bảng đấu được gọi là tử thần sẽ có ít nhất một đội lót đường. Và đây chính xác là những gì mà chúng ta có được tại bảng F năm nay, dù Hungary là đội có lợi thế được chơi 2 trận trên sân nhà. Nếu không có sự xuất hiện của đội bóng này, thì đây thực sự là một bảng đấu tử thần đúng nghĩa, không chỉ bởi chất lượng nhân sự mà Đức, Bồ Đào Nha và Pháp đang sở hữu ở thời điểm hiện tại, mà bởi vì đây là ba đội bóng đã vô địch ở ba giải đấu lớn gần đây nhất. Đức vô địch World Cup 2014, Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016 và Pháp vô địch World Cup 2018. Người ta có lẽ cũng chỉ đang nghĩ về việc Bruno sẽ đối đầu với Pogba ra sao hay Kai Havertz và Werner sẽ gặp lại Ruben Dias thế nào trong trận chung kết Champions League ấy. Rõ ràng đây không chỉ là những ông lớn mà còn là ba ông lớn có sức hút nhất lúc này. Đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps được coi là một trong những ứng cử viên vô địch của giải đấu lần này. Bất ngờ duy nhất có lẽ là việc người ta không coi đội tuyển Pháp là ứng cử viên số 1, có lẽ bởi là lá thăm may rủi đã đặt họ vào một bảng đấu đầy thách thức. Dàn cầu thủ Pháp trình làng tại Euro 2020 lần này chắc chắn là đồng đều và ấn tượng nhất, khi mà ở mỗi vị trí họ đều sở hữu những cái tên vô cùng chất lượng. Nếu có ngoại lệ thì đó chắc chắn là ở vị trí hậu vệ cánh phải. Deschamps nhiều khả năng vẫn sẽ trung thành với hệ thống đã đem lại thành công cho ông tại kỳ World Cup cách đây 3 năm với 8 cái tên trong đội hình xuất phát của trận chung kết hiện tại đang có mặt trong đội hình của Les Bleus. Đó là sơ đồ 4-2-3-1 với một tiền vệ chơi bó hẹp ở bên trái, một cầu thủ chạy cánh thuần ở bên phải và tất nhiên là tận dụng tối đa tốc độ của Kylian Mbappe. Ở vị trí hành lang trái đó nhiều khả năng sẽ thuộc về Corentin Tolisso, người đóng vai học việc của cầu thủ đảm nhiệm vai trò ấy cách đây 3 năm là Blaise Matuidi. Pháp cũng còn đó Adrien Rabiot, cầu thủ thuộc biên chế của Juventus, cũng sẵn sàng tiếp quản công việc này. Ở trung tâm hàng tiền vệ, cặp đôi Paul Pogba và N'Golo Kanté vẫn đang thi đấu ở đẳng cấp cao nhất sau 3 năm kể từ ngày họ đưa Les Bleus lên đỉnh thế giới. Antoine Griezmann, người đã góp mặt trong cả 47 trận đấu gần đây nhất của tuyển Pháp, là người được giao trọng trách của một số 10. Tuy cầu thủ này không có được phong độ tốt trong màu áo câu lạc bộ kể từ khi chuyển tới Barcelona, nhưng người ta không nên vì thế mà quên rằng đây chính là cầu thủ đã giành được chiếc giày vàng tại Euro 2016 và quả bóng đồng cách đây 3 năm. Nếu chàng trai này tiếp tục thể hiện được đẳng cấp của mình tại mùa hè này thì không có lý do gì để người ta không coi như một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ của mình. Bất ngờ lớn nhất mà đội tuyển Pháp đem tới Euro lần này chính là sự trở lại của Karim Benzema và đâu đó là quyết định gọi Rabiot trở lại dù cầu thủ này từng tuyên bố sự nghiệp thi đấu quốc tế của anh đã kết thúc. Sự trở lại của Benzema là một tin không vui đối với Olivier Giroud, người mà bấy lâu nay Deschamps luôn tin tưởng. Benzema là một mối đe dọa lớn hơn trước khung thành của đối phương và bên cạnh đó, anh cũng có khả năng liên kết với các đồng đội tương tự như những gì mà Giroud có thể làm. Sau khi chứng kiến cách Deschamps lựa chọn đội hình ra sân của mình trong những trận giao hữu trước thềm giải đấu, thì có vẻ như Benzema không phải là phương án B của vị chiến lược gia này, mà ngược lại, anh sẽ đóng vai chính trong chiến dịch mùa hè này của những chú gà trống Gauloa. Nhưng khi cầu thủ này còn chưa kịp nổ súng thì anh đã gặp phải một chấn thương và Giroud một lần nữa lại có dịp để chứng tỏ giá trị của mình. Việc sở hữu hai tiền đạo hàng đầu của bóng đá thế giới như vậy là điều không phải đội tuyển nào cũng có. Tuy nhiên, Pháp cũng cần phải thận trọng để tránh xảy ra những sự cố không đáng có trong phòng thay đồ của mình. Hàng thủ mà những nhà đương kim vô địch World Cup sở hữu chắc chắn là một trong, nếu không phải là hàng thủ chất lượng nhất tại giải đấu lần này với những Presnel Kimpembe thế chỗ cho Samuel Umtiti để đá cặp với Raphael Varane. Đôi cánh của họ vẫn là bộ đôi của Bayern Munich, Pavard và Lucas Hernandez, những người có khả năng lên công về thủ rất toàn diện. Cả bốn cầu thủ này đều sở hữu chiều cao trên 1m8 và sẽ là những địa chỉ uy tín trong những tình huống cố định của đội tuyển Pháp, một thứ vũ khí ưa thích của họ trong những trận đấu mang tính sống còn. Và bạn biết gì không? Việc rơi vào bảng tử thần đồng nghĩa với việc loạt trận sống còn của Pháp sẽ bắt đầu ngay trong trận ra quân gặp những cỗ xe tăng Đức. Việc Pháp đã sẵn sàng cho cuộc chiến là một chuyện, nhưng việc Đức đã sẵn sàng hay chưa thì lại là một chuyện khác. Đây sẽ là cuộc chinh phạt cuối cùng của ông Joachim Löw cùng đội tuyển Đức. Ông vẫn sở hữu cho mình những cầu thủ có kỹ thuật thượng hạng, đặc biệt là ở hàng tiền vệ. Nhưng vấn đề về nhân sự không phải vấn đề lớn nhất mà Đức đang mắc phải. Đó chính là việc họ đang ở trong một thời kỳ chuyển giao và không có một định hướng rõ ràng cho cách mà đội bóng này muốn chơi. Trong vòng 2 năm trở lại đây, chúng ta liên tục được chứng kiến những cuộc cách mạng chiến thuật mini của đội tuyển Đức. Đáng quên nhất có lẽ là thử nghiệm đầy thất bại của họ với sơ đồ 3-4-3 tại World Cup 2018 cũng như Nations League 2019. Nhưng trong thời gian gần đây, có vẻ như ông Löw đã thừa nhận những sai lầm của mình và đã quay trở lại với một sơ đồ quen thuộc hơn là 4-2-3-1. Cùng với đó là gương mặt thân quen như Thomas Müller và Mats Hummels. Kể từ ngày mà Philipp Lahm tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia,
những cỗ xe tăng Đức luôn gặp phải trục trặc ở vị trí hậu vệ cánh. Ngay cả khi sở hữu Joshua Kimmich, người kế thừa xứng đáng vị trí của Lam, việc Joachim Löw bố trí cầu thủ này ở hàng tiền vệ một lần nữa lại làm khó đội bóng này. Chính vì vậy sẽ là tối ưu nhất nếu ông không cố nhồi nhét cầu thủ này vào một hàng tiền vệ có thừa đẳng cấp để làm tốt nhiệm vụ của mình với những Toni Kroos, Ilkay Gundogan hay Leon Goretzka. Vào đó, Kimmich nên được bố trí ở vị trí hậu vệ phải, nơi mà đội tuyển Đức đang thực sự cần có một điểm tựa đáng tin cậy. Tiếp tục nói về hàng thủ Mats Hummels, nhiều khả năng sẽ đá cặp cùng với Antonio Rudiger, người đã cùng Chelsea lên đỉnh châu Âu sau sự bổ nhiệm của Thomas Tuchel. Tuy hai cầu thủ này không nhiều thời gian chơi cùng nhau, nhưng chắc chắn không có cặp đôi nào có thể làm tệ hơn những gì mà Niklas Schüller và Robin Koch đã làm khi họ đá cặp trung vệ trong thất bại 0-6 trước Tây Ban Nha. Với những cái tên như Leroy Sané, Timo Werner, Thomas Müller, Kai Havertz và Serge Gnabry, đội tuyển Đức không hề thiếu hỏa lực tại vòng chung kết Euro lần này. Có chăng là những họng súng của họ đang để quên thước ngắm ở nhà? Nếu muốn vượt qua được bảng đấu này, đội tuyển Đức sẽ cần phải thể hiện phẩm chất tốt nhất của mình trong quá khứ, đó chính là tính tập thể của họ. Bồ Đào Nha tuy sở hữu nhiều ngôi sao tấn công, nhưng giờ đây có vẻ là một tập thể gắn kết hơn, dù người ta vẫn chưa biết chính xác ông Fernando Santos sẽ bố trí hàng công của mình ra sao. Trong quá khứ, Seleção luôn chơi với hai cầu thủ chạy cánh và một tiền đạo không giỏi ghi bàn. Nhưng Santos đã thay đổi cách tiệm cận đó và có được thành công trong kỳ Euro 2016 bằng cách loại bỏ hoàn toàn tiền đạo trung tâm, chuyển Nani và Cristiano Ronaldo vào trong và tăng cường số lượng cầu thủ ở hàng tiền vệ. Bây giờ ông ấy đang có trong tay Ronaldo và 4 cầu thủ tấn công xuất sắc khác, Diogo Jota, João Félix, Bruno Fernandes và Bernardo Silva, những người sẽ rất thất vọng nếu phải ngồi dự bị và ít nhất một trong số họ sẽ như vậy. Santos dường như sẽ sử dụng sơ đồ 4-3-3, trong đó có Fernandes được đẩy lên từ hàng tiền vệ. Jota sử dụng tốc độ của anh ấy từ cánh trái và Bernardo cắt ngang từ cánh phải. Felix có thể sẽ phải đợi cơ hội để tạo dấu ấn của mình từ băng ghế dự bị, nhưng có nhiều khả năng việc xoay tua đội hình sẽ được ông Santos cân nhắc ở vòng bảng. Ronaldo chắc chắn sẽ là người được ra sân ở vị trí tiền đạo trung tâm, nhưng đừng bất ngờ nếu bạn thấy cái tên André Silva xuất hiện. Cầu thủ này vừa ghi 28 bàn ở Bundesliga sau 32 trận đấu cho Eintracht Frankfurt. Với anh trong đội hình, những nhà đương kim vô địch Euro hiện đang sở hữu một số 9 đúng nghĩa kể từ thời của Pauleta. Bồ Đào Nha vẫn luôn là nơi sản sinh ra những tiền vệ trung tâm mạnh mẽ, hiệu quả và Santos đã chọn không dưới 8 tiền vệ ở đây. Ông ấy không ngại sử dụng 3 hoặc 4 tiền vệ cùng một lúc, đặc biệt nếu đội bóng của mình vươn lên dẫn trước. Tính kỷ luật chiến thuật của họ cho phép Rafael Guerrero và Joao Cancelo được đẩy lên phía trước và họ có thể là một bộ đôi hậu vệ cánh nguy hiểm nhất tại giải đấu. Pepe vẫn xuất sắc ở tuổi 38 và cùng với Ruben Dias, Bồ Đào Nha sẽ bảo vệ vòng cấm hiệu quả không kém bất kỳ ai. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là Hungary. Họ sẽ có lợi thế khi đối đầu với Bồ Đào Nha và sau đó là Pháp trên sân Puskas Arena. Nhưng xét về mặt chiến thuật và kỹ thuật, thật khó để nhìn thấy một Hungary không lép vế trước các đối thủ của mình. Huấn luyện viên Marco Rossi đã có đôi ba thử nghiệm về đội hình, nhưng sẽ là một bất ngờ lớn nếu ông không sử dụng sơ đồ 3-5-2. Hay chính xác hơn là một hàng thủ 5 người khi họ sẽ dành phần lớn thời gian để chống đỡ các đợt tấn công của đối phương. Rất khó để nhìn thấy cơ hội đi tiếp của Hungary, nhưng bảng F rõ ràng là bảng đấu hấp dẫn nhất. Những đội bóng có thể gây khó dễ cho các đại diện ở bảng đấu này sẽ đến ở vòng loại trực tiếp. Đội nhì bảng F có thể đối mặt với Anh và đội đầu bảng có thể gặp một đội thuộc bảng A, đội đã được nghỉ ngơi thêm 3 ngày. Việc nằm trong bảng đấu cuối cùng tại một giải đấu lớn luôn có nghĩa rằng thời gian sẽ là kẻ thù lớn nhất của bạn ở các vòng tiếp theo.